Rồi, hello, xin chào cả nhà. Lâu quá không ra clip cho cả nhà xem thì hôm nay sẵn việc em đi Vĩnh Long. Giờ em sẽ quay lại thành phố Vĩnh Long một vòng vào buổi sáng cho cả nhà cùng xem nha. Rồi, giờ hiện tại em đang dưới cầu Hiền Đức cả nhà ơi. Bên đây là phường 5. Giờ em mời cả nhà cùng theo chân em nha. Quẹo đây không ta? Quẹo cũng được, đúng. Cái đường bên đó thì nó đang làm á. Đường nó dẫn vô chợ đúng không? Hả? Cái đường nó đi hồ vô chợ phải không? Đi qua bên cầu Bạch Đằng á là đi vô chợ Vĩnh Long. Trời nắng ha, đẹp ha. Là đẹp. Bảo cái Quẹo bữa rồi nè. mà. Qua đây là phường 1 nè cả nhà. Đây là con đường 30 tháng 4. Đi thẳng là sẽ ra được chợ Vĩnh Long. Thơm quá. Ai bán gì ăn á? Bánh á gì á. Dạ, ở đây nhà người ta có con kiểu một ha. Cái đưa đưa ra đúng không? Ừ, dạ ở đây nè. Bỏ ra ta. Hai bên luôn á, thấy vậy đó. Tới đây bắt đầu khác rồi nè. Dạ, ở đây ngân hàng cũng À, nhiều ở quá đây chứ. có ngân hàng gì lão á, anh mới băng. Nhiều ngân hàng lắm. Đây là bến tàu cũ của thành phố Vĩnh Long xưa. Giờ người ta để bến tàu này để mà nhận hàng á, lên cá bằng đường ghe để cấp cho chợ bán á. Với xe đồ, xe tải đồ buổi tối vô đó đổ hàng. Đây là chợ Vĩnh Long. Chợ Vĩnh Long vào buổi sáng cả nhà ơi, rất là tấp nập, tấp nập người đi. À, đó là mua nấm không? Đúng không? À, nấm chắc buổi chiều mới bán đó ta. Có ở đây là bán đầy đủ gà nấm rơm kìa, nhỏ quá sao chê. người bự chút. Đây bên này có nấm rơm nè, mua không? Qua không? Qua luôn ha. Nấm mối nữa kìa. Mua nấm rơm này hả? Rồi anh cầm đồ máy quay đi. Ấy coi chừng té. Nấm rơm cả nhà. Nhỏ 8 rồi cái nấm bự. Ủa nãy ngoài dặn mua cái gì? Mua đi. 300 phải không? Đây bán có bán cà pháo nữa kìa. À, đầy đủ hết ta ha. Củ này củ sen nè. Rồi, ở đây. Cam. Được rồi. Mua cái gì nữa không? Khoan đợi em cái nha, em nhắc bớt cái. Ừ. Rồi, đưa đây. Mua gì nữa không?
ngồi dưới chợ với mua đồ ăn. Giờ mình đi dạo tiếp anh. Mùa lũ kìa anh. Hả? Ở đây tới mùa lũ rồi. Đồ thỏm ha, có bầu ha. Không có trái lựu ăn nữa. Bán đầy đủ quá ha. Bắp kìa em. Đồ em bé nè. Cứng gì á? Mà bự vậy? 80 ngàn. Ở đây bán trái cây nhiều quá ha. Quá trời luôn ơi. Dưa hấu là nhiêu? 5 ngàn ký. Trời đất ơi, ghẻ dữ hả? Mua không? 5 ngàn là trái ngoài đây nè. Đúng rồi. Có bán cành na tươi nữa. Nhìn không kỹ là tiêu rồi đó. Vô à. Cái nào kìa? Thấy vậy? Đâu ngoài? Cái nào ấy, đầu ngoài phía trước là đầu trà tiên. Nghèo không? Gì hả? Cái đầu mà anh hay uống trà đào á. Thẳng luôn hay sao? Quay lại chợ không? Quay lại chợ thôi. Coi mấy bên này. Ôi, mặn Hà Nội nó bự không nội ơi? Đâu? Dưới kìa. Sao giống cái mặn cục quá vậy? Ôi, nó bự quá trời ông nội ơi. Mày bán tỏi quá trời luôn nè. Nha Đam nè, 8 ngàn ký. Ồ, ngồi Nha Đam đó, Nha Đam của Mỹ á. Cái bẹ nó dài. Còn Nha Đam ở nhà mình trồng là Nha Đam Việt Nam ấy á. Nhỏ xíu à. Mua về nấu uống không? Nấu uống không? Quay lại. Đi vòng đi rồi, họ quay lại, có mua quay lại. Đây là rau củ. Bắp, bắp, bắp. Bông, cái này là bán bông hả? Mà thấy trái cây là nhiều nhất đó anh. Trái cây bữa bán được. Bữa nay sao ba mua bông không? Bữa nay đậu tháng. Đậu tháng thì cúng à. Rồi trái cây nè quá trời. Nhìn lũ thấy mê luôn á nội. Đi vô cái quầy ăn uống coi chơi. Đó giờ chưa đi ha. Dạ. Đó, cái quầy này đã vậy? Quầy ăn uống ở chợ nè. Đây là tập trung buôn bán ăn uống thôi. Đã vậy? Thấy chưa, quán đủ các loại thức ăn luôn. Kìa, mì sáng, bún gì cũng có hết trơn á. Thấy ngon quá à. Đông ghê không? Mà ngon quá chứ. Trời, có bún mắm nữa nè. Ừ, đầy đủ luôn mà. Món gì cũng có hết trơn á. Đây là hết rồi phải không? Hết rồi, còn gì dạy dưới đây nữa. Nè, đây bán bánh gì nữa nè. Bánh chuối, bánh tập, bánh hỏi gì nè. Đó, nguyên cái hàng này là chợ chú nướng. Là nguyên cái chợ bán đồ ăn á. Mà nó thống nhất quá ha. Nó bán nó thống nhất quá ha. Cái khu nào là bán cái nào là cái ra cái đó à? Vô đây nữa không? Được luôn. Vô lại luôn. Hơi bị rung lắc à. Có bưng đi nữa nha. Có chứ. Đầy đủ hết chứ. Dạ. Trúng giò hả? Còn có xương sáo nữa. Đã không? Ngon quá à. Mẹ thường mua xăm mỗi lượng trên đây về cho mình ăn nè. Nhưng mà bãi biết đẹp quá chứ. Đó. Rồi, đó thì chả uống. Chúng. Qua đây lấy gì, khu này khu gì đây? Trời, đóng rồi. Rồi, đang thi công. Đang làm gì trời? Chợ lại đó. Ngày xưa đó là chợ bán trái cây á. Hàng chi dẹp rồi. Hàng chi bây giờ ở đây quá trời bán trái cây nè. Có bơ. Bơ nhìn lần tươi ngon quá chứ. Ừ. Mà rẻ hơn cái đợt mình mua nhiều lắm rồi á. Bông tới một bông bông rồi.
Cái bùn bon hả? Ừ. Phải không? Phải, nãy giờ em thấy quá trời người bán bùn bon luôn. Quẹo qua đây nữa cả nhà. Đi vòng vòng chợ mình coi chơi. Chợ này nhiều quá chứ. Giờ mình đi vô cái đường này đi. Đi được không? Đi được không nghe? Được, cái đường này bán gì đây? Đi đường này bán đồ điện gia dụng. Gia dụng hay gia dụng? Gia dụng. Đó. Còn là đồ điện. Ê. Ơi, đây có quán gì nữa vậy? Quán này bán bánh mì, bún riêu. Đây có quán cơm nữa nè. Cái này đang trước mặt đang thi công rồi. Chắc phải quay ra đây. Thì ké trên khai trí đi. Dữ hả? Đó. Ồ. Đang thi công cái giải tỏa cái chống ẩm luôn ha. À, đi thoải mái luôn á. Bụi quá. Bụi thiệt. Qua cái đường này đi. Ừ, trong đây là cấm xe du lịch 4 chỗ theo giờ 6 giờ tới 7 giờ gửi, 10 giờ tới 10 gửi. Còn cái kia nhiều qua đế à. Chia chắc buổi chiều 5 giờ chứ mấy giờ chứ gì. Đây người ta bán, tập trung bán bánh tráng với bún rồi quá trời à. Chợ Vĩnh Long này bự quá. Bự không? Bự. Nhà lồng chợ Vĩnh Long nữa kìa. Nhìn nhà lồng vô đây luôn nha. Đó, đi vô đây coi mình ta bán gì nha. Ủa, bên đây bán tầm quá nhiều. Bán hút hút nữa nè. Rồi mấy tay trái bán hút hút. Bán gì ông đi rồi. Lắc luôn. À. Tại vì chấm hổng nè. Tại vì đường nó không có được bằng phẳng ha. Ừ. Cho nên lắc cái nhà cũng không cảm nha. Có bán lưới cá. Ở đây là không với cái quán cà phê Hoa Nắng. Ủa? Cái đó Hoa Nắng hả? Cái này cái gì? Có gì? Hoa Viên. Rồi vậy đã phải mà ai kêu anh đi quay Hoa Viên á anh ơi. Có không? Có. Chở hầm chở hẹ rồi. Quẹo đây nghe cả nhà. Đó, giờ cứ lưng tung lên. Ở đây có chỗ giữ xe của chợ nè. Đây cũng quán quán ăn nhiều lắm nè. Có chợ chứ. Trong đây trong chợ này là bán thịt heo với thịt bò. Chuyên bán thịt heo với thịt bò luôn. Gió quá à. Gió, chắc chuyện mưa tới nữa rồi đó. Nước về Vĩnh Long nắng mưa hấp thường lắm cả nhà ơi. Thấy nắng chang chang vậy chứ xíu mưa lúc nào không hay á. Nghe đam nữa kìa em. Đang mẹ ta thấy mê không? Nghe đang của mình gì đâu mà tiếp tẹo. Tại vì nghe đang ta chịu phân thuốc còn mình không có phân thuốc gì trơn. Không phải đâu, cái giống á, giống nhà đam á. Giống nhà đam Mỹ nó mẹ nó dài mà nó bự. Mà nó gai nó nhỏ đúng không? Không biết gai nó nhỏ hơn của mình á. Dài mà nó bự. Nè bán đồ chai là chiên bán đây nè em. Hả? Có mua gì không? Vô mua luôn. Để em vô mua cách. Đi vô mua đi. Rồi đợi đây đi nha. Ừ. Đây là cái chỗ chuyên bán về đồ chai đây cả nhà. Vì vậy ở đây bán đồ chai nhiều lắm.
Đây để em quay vòng chợ cho cả nhà cùng xem. Rồi thôi đến đây em xin phép được tạm dừng clip. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi nha. Mến chào, hẹn gặp lại ở clip mới nhất nha. Bye bye.